là một người bình thường, làm sao để nâng cao hệ thống miễn dịch, tăng cường phòng thủ tự nhiên của cơ thể bạn một cách đơn giản, dễ dàng mỗi ngày để chống lại các loại dịch bệnh, mời bạn tham khảo. Nếu muốn tăng cường hệ miễn dịch, bạn có thể thực hiện một số biện pháp về chế độ ăn uống và lối sống dưới đây để giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể và giúp có thể chống lại mầm bệnh có hại hoặc các sinh vật gây bệnh. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ và tình trạng miễn dịch của cơ thể có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trên thực tế, giấc ngủ không đủ hoặc kém chất lượng có thể khiến cơ thể dễ mắc bệnh cao hơn. Trong nghiên cứu được thực hiện trên 164 người trưởng thành khỏe mạnh, những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có khả năng bị cảm lạnh cao hơn những người ngủ từ 6 tiếng trở lên mỗi đêm. Nghỉ ngơi đầy đủ có thể tăng cường khả năng sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, ngủ đầy đủ bị bệnh còn cho phép hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại bệnh tật tốt hơn. Người lớn nên ngủ 7 tiếng trở lên mỗi đêm, trong khi thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ, và trẻ nhỏ hơn và trẻ sơ sinh đến 14 giờ. Nếu gặp khó khăn khi ngủ, hãy thử các biện pháp như không sử dụng các thiết bị điện tử trong 1 giờ trước khi đi ngủ, vì ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, TV và máy tính có thể làm gián đoạn nhịp sinh học hoặc chu kỳ ngủ tự nhiên của cơ thể. Các mẹo vệ sinh giấc ngủ khác bao gồm như ngủ trong phòng tối hoàn toàn hoặc sử dụng mặt nạ ngủ, đi ngủ đúng giờ vào mỗi tối và tập thể dục thường xuyên. 2. Ăn nhiều chất xơ. Thực phẩm nhiều chất xơ như trái cây, rau, quả hạch, các loại hạt và cây họ đậu rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, có thể giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh có hại. Các chất chống oxy hóa trong những thực phẩm này giúp giảm viêm bằng cách chống lại các hợp chất không ổn định được gọi là gốc tự do, có thể gây viêm khi chúng tích tụ trong cơ thể ở nồng độ cao. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm bệnh tim, Alzheimer và một số bệnh ung thư. Trong khi đó, chất xơ trong thực phẩm thực vật nuôi dưỡng hệ vi sinh vật trong đường ruột hoặc vi khuẩn lành mạnh trong ruột. Quần thể vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể cải thiện khả năng miễn dịch và giúp ngăn chặn mầm bệnh có hại xâm nhập vào cơ thể thông qua đường tiêu hóa. Hơn nữa, trái cây và rau quả rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, làm giảm thời gian bị cảm lạnh thông thường. 3. Ăn nhiều chất béo lành mạnh. Các chất béo lành mạnh như dầu ô liu và cá hồi có thể giúp cơ thể giảm viêm khi cơ thể phản ứng miễn dịch với mầm bệnh. Mặc dù viêm dạng thấp là một phản ứng bình thường của cơ thể đối với căng thẳng hoặc chấn thương, và viêm mãn tính có thể ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể, dầu ô liu có tính kháng viêm cao và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường type 2. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của loại dầu này có thể giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Axit béo omega 3 có trong cá hồi và hạt chia cũng có khả năng chống viêm. 4. Ăn nhiều thực phẩm lên men hoặc bổ sung men vi sinh. Thực phẩm lên men rất giàu các loại vi khuẩn có lợi cho cơ thể, được gọi là men vi sinh. Các loại vi khuẩn này cư trú trong đường tiêu hóa của bạn. Các loại thực phẩm trong nhóm này bao gồm sữa chua, dưa cải muối, kim chi, nấm sữa kép hơ và đậu tương lên men. Các nghiên cứu cho thấy mạng lưới vi khuẩn đường ruột phát triển mạnh mẽ
có thể giúp các tế bào miễn dịch của cơ thể phân biệt được các tế bào bình thường, khỏe mạnh và các sinh vật xâm lược có hại. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 tháng ở 126 trẻ em, những trẻ uống 70ml sữa lên men hàng ngày có ít hơn 20% bệnh truyền nhiễm so với trẻ không được uống. Nếu bạn không thường xuyên ăn thực phẩm lên men, thì có thể thực hiện bổ sung men vi sinh bằng nhiều sản phẩm có trên thị trường. Trong một nghiên cứu kéo dài 28 ngày ở 152 người bị nhiễm virus rhinovirus, những người được bổ sung vi khuẩn Bifidobacterium animalis có phản ứng miễn dịch mạnh hơn và nồng độ virus trong chất nhầy mũi thấp hơn so với nhóm không được bổ sung. 5. Hạn chế ăn thêm đường. Nghiên cứu mới đây cho thấy rằng việc bổ sung đường và các bữa tinh chế có thể góp phần gây ra tình trạng thừa cân và béo phì. Béo phì cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu quan sát ở khoảng 1.000 người, những người mắc bệnh béo phì được tiêm vaccine cúm có khả năng mắc cúm cao gấp đôi so với những người không mắc bệnh béo phì và cũng được tiêm vaccine. Do đó, bạn cần hạn chế lượng đường nhằm làm giảm viêm và hỗ trợ giảm cân, dẫn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh lý về tim mạch. Hạn chế bổ sung đường để tránh nguy cơ thừa cân và béo phì. Ngoài ra, béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim đều có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, hạn chế bổ sung đường là một phần quan trọng của chế độ ăn uống nhằm tăng cường miễn dịch. Bạn nên cố gắng hạn chế lượng đường ở mức dưới 5% lượng calo hàng ngày, tương đương với khoảng 2 muỗng canh, 25 gram đường cho một người có chế độ ăn khoảng 2.000 calo ngày. 6. Tập thể dục. Mặc dù tập thể dục cường độ cao kéo dài có thể ức chế hệ thống miễn dịch, nhưng tập thể dục ở mức độ vừa phải có thể giúp tăng sức mạnh của hệ miễn dịch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả một buổi tập thể dục vừa phải cũng có thể tăng cường hiệu quả của vaccine ở những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên và ở mức độ vừa phải có thể làm giảm viêm và giúp các tế bào miễn dịch tái tạo thường xuyên. Ví dụ về tập thể dục ở mức độ vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ, bơi lội và đi bộ đường dài với thời gian ít nhất 150 phút mỗi tuần. 7. Tránh mất nước. Quá trình hydrat quá không nhất thiết bảo vệ bạn khỏi vi trùng và virus, nhưng ngăn ngừa mất nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Mất nước có thể gây đau đầu và cản trở hoạt động thể chất, khả năng tập trung, tâm trạng, tiêu hóa và chức năng tim và thận. Những biến chứng này có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của cơ thể. Để ngăn ngừa mất nước, bạn nên uống đủ chất lỏng hàng ngày để nước tiểu có màu vàng nhạt. Nước lọc được khuyến khích hơn các loại nước khác do không chứa calo, chất phụ gia và đường. Mặc dù trà và nước trái cây cũng giúp giữ nước, nhưng tốt nhất là hạn chế sử dụng các loại nước uống này do có hàm lượng đường cao. 8. Kiểm soát căng thẳng. Giảm căng thẳng và lo lắng là chìa khóa quan trọng cho sức khỏe miễn dịch. Căng thẳng kéo dài sẽ thúc đẩy quá trình viêm, cũng như mất cân bằng chức năng tế bào miễn dịch. Đặc biệt, căng thẳng tâm lý kéo dài có thể ức chế phản ứng miễn dịch ở trẻ em. Các hoạt động có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng bao gồm thiền, tập thể dục, viết nhật ký, yoga. Ngoài ra, nếu khó kiểm soát căng thẳng, bạn nên gặp trực tiếp nhà tư vấn tâm lý hay bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ. 9.
bổ sung thực phẩm chức năng đúng cách. Mặc dù vitamin và các loại thực phẩm chức năng có thể giúp bổ sung những khoảng trống về các chất dinh dưỡng nếu trong chế độ ăn uống của bạn không đầy đủ, tuy nhiên cách tốt nhất để nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu là lấy chúng từ thực phẩm. Cơ thể bạn hấp thụ và sử dụng vitamin và chất dinh dưỡng tốt hơn khi chúng đến từ thực phẩm. Do đó, nếu có ý định sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, bạn nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Chính động tác dưỡng sinh buổi sáng. Chúng ta nên làm gì khi ngủ dậy? Hãy dành thời gian 10 phút thực hiện một vài động tác vận động cơ thể để tuần hoàn máu trở lại bình thường. Bạn làm gì đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng? Có người sẽ dậy và vận động tay một chút, cũng có người sẽ xuống giường và vào ngay phòng vệ sinh, có người lại muốn chợp mắt thêm lúc nữa. Thực tế buổi sáng khi ngủ dậy là khoảng thời gian để cơ thể chúng ta khôi phục hoạt động sau một giấc ngủ sâu. Nếu chúng ta đột ngột nhiên động mạnh, máu sẽ đột ngột chảy ngược, dẫn đến các vấn đề về mạch máu và huyết áp bị dao động. Vậy chúng ta nên làm gì khi ngủ dậy? Hãy dành thời gian 10 phút thực hiện một vài động tác vận động cơ thể để tuần hoàn máu trở lại bình thường. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn 9 động tác. Hãy thực hiện nó vào mỗi sáng trước khi bạn xuống giường. Không những giảm thiểu nguy cơ gặp các vấn đề về tuần hoàn mà còn mang lại sức khỏe tốt. Đầu tiên, sau khi thức dậy không nên vội vàng bật dậy ngay. Hãy dùng 1 phút để xoay người sang hai bên, khởi động khớp vai và cánh tay. Động tác 1. Xoa tay. Đầu tiên, xoa tay hai tay với nhau trong 1 phút. Xoa tới khi hai bàn tay có cảm giác nóng lên, hơi ra mồ hôi. Hai bàn tay là điểm bắt đầu và kết thúc của 6 đường kinh mạch. Nó có thể nhanh chóng kích hoạt sự tuần hoàn của khí huyết, hơn nữa lại rất tốt cho tâm tạng. Động tác 2. Chải đầu. Lấy các đầu ngón tay để chải đầu từ trước ra sau. Lực nên vừa phải, không nên quá mạnh. Đặc biệt những người có móng tay dài cần lưu ý để tránh làm tổn thương da đầu. Chải tới khi da đầu cảm thấy nóng lên một chút. Hãy làm cả hai bên như thế này. Nó có tác dụng làm cho tinh thần chúng ta tỉnh táo nhanh chóng và giảm tình trạng tóc bạc và rụng tóc. Động tác 3. Xoa tay. Dùng ngón tay cái đốt giữa ngón trỏ để xoa dọc theo dành tai trừ trước ra sau. Xoa tới khi tai có cảm giác nóng lên là được. Thận khai khiếu ra tai. Vì vậy nó có thể cải thiện thính giác của chúng ta, ngăn ngừa các bệnh về tai và cải thiện thận khí. Động tác 4. Vận động nhãn cầu. Hãy vận động nhãn cầu của bạn bằng cách giơ hai ngón tay trước mặt để làm mục tiêu. Sau đó di chuyển ngón tay chậm theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Mắt đảo mắt chậm chậm theo tay trong 1 phút. Hãy cố gắng hết sức để mắt bạn tới điểm giới hạn tối đa của nhãn cầu. Lưu ý, nếu bạn bị hội chứng tiền đình, hãy thận trọng với động tác này vì nó có thể làm bạn chóng mặt đôi chút. Động tác này giúp ngăn ngừa thoái hóa mắt. Động tác 5. Xoa mũi. Dùng gốc ngón tay cái xoa bóp hai bên cánh mũi trong 1 phút. Phế khai khiếu ra mũi, điều này có thể ngăn ngừa các vấn đề về cảm lạnh và viêm mũi. Động tác 6. Ngậm miệng gõ răng. Bạn hãy ngậm miệng và làm động tác nhai để hai hàm răng chạm vào nhau trong 1 phút. Điều này có thể làm chắc răng của chúng ta. Động tác 7. Xoa bụng. Đầu tiên đặt tay phải của bạn lên bụng và xoa thuận chiều kim đồng 30 giây,
rồi lại đặt tay trái của bạn lên bụng và xoa ngược chiều kim đồng hồ 30 giây nữa. Động tác này có thể thúc đẩy tiêu hóa và nhu động đường tiêu hóa của chúng ta. Điều này cũng giúp đại tiện thuận lợi khi thức dậy. Động tác 8. Đá chân. Tư thế nằm thẳng, đưa chân phải lên cao duỗi thẳng, rồi hạ xuống, đồng thời lúc này lại đưa chân trái lên cao. Liên tục đổi chỗ hai chân như vậy. Điều này có thể nhanh chóng đưa máu trở lại tim và não, giúp hai cơ quan này được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Động tác 9. Xoa chân. Xoa sát lòng bàn chân với nhau trong một phút. Tư thế nằm thẳng, đầu tiên co hai chân lên tạo thành đường thẳng song song với giường, vuông góc với đùi. Dùng lòng bàn chân này xoa sát vào mu bàn chân kia. Nó có thể giáng hư quả thanh can và sáng mắt. Nhiều người phàn nàn rằng họ rất vội vàng vào buổi sáng. Nhưng nếu bạn kiên quyết dành ra 10 phút mỗi ngày để thực hiện những động tác này, cơ thể bạn sẽ trở nên rất tốt. Vậy thôi, hẹn gặp lại lần sau. 8 điều cần hợp độ để sống bình an, trường thọ. Ai biết và vận dụng càng sớm, càng trường thọ, sống trí tuệ. Trong Luận Ngữ có câu, quá do bất cập, ý nói làm bất cứ việc gì quá mức hay không đủ mức thì đều không tốt, không thích hợp. Đây chính là đạo xử thế của người xưa. Trong đạo xử thế này, điểm nổi bật nhất chính là độ. Nó không chỉ là yêu cầu chung sống giữa người với người mà còn là yêu cầu tu dưỡng của mỗi cá nhân. Có độ thì đời người mới có thể bình an và trường thọ. Danh y Tôn Tư Mạc thời nhà Đường từng nói, không quá ưu tư, không quá giận dữ, không quá sầu bi, không quá sợ hãi, không quá ngang ngược, không quá nóng nảy, không quá vui mừng, không mang lòng thù hận thì tất sẽ trường thọ. Ông cũng khuyên răn thế nhân rằng, làm người, đối nhân xử thế, dưỡng sinh đều phải chú trọng điều độ. Lưu tâm đến 8 điều đừng quá sao. 1. Giận đừng quá độ. Cổ nhân có câu, trên đời việc đáng ghét nhất là việc ác nhưng vẫn chưa bằng nét mặt tức giận. Trong thế gian, chuyện tối hạ lưu chính là khiến người khác phải chứng kiến vẻ mặt tức giận của bản thân mình. Bởi vì im lặng giữ nét mặt tức giận còn khiến người khác khó chịu hơn những lời trách mắng. Bởi vậy, khi trong lòng có điều khó chịu, phiền muộn dù thế nào cũng không nên tức giận. Tức giận sẽ làm tổn thương gan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mỗi người cần phải học cách khống chế cảm xúc của mình, đề cao hàm dưỡng, lạc quan xử thế. Người luôn vui vẻ không chỉ sức khỏe, tinh thần tốt, trường thọ, mà người khác cũng nguyện ý kết giao. 2. Danh đừng quá cầu. Trong thế gian, danh lợi luôn là điều con người truy cầu nhưng cũng là khổ ải khôn cùng. Danh lợi khiến người ta luôn không thấy thỏa mãn, biết đủ mà biết đủ lại giống như một loại thuốc đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người. Lão Tử giảng trong Đạo Đức Kinh, phù duy bất tranh, cố vô dư, nghĩa là chính vì không tranh với ai, nên không ai oán trách. Nơi nhân thế ồn ào náo động, biết bao người vì tranh danh đoạt lợi mà gặp tai họa. Nhưng người ta thường quên rằng, danh lợi đến đến đi đi, không tồn tại lâu dài. Ai có thể xem nhẹ, dũng cảm buông bỏ thì lòng tự nhiên được an tĩnh. 3. Lợi đừng quá tham. Trang Tử giảng, kẻ coi trọng sinh mệnh, tuy phú quý nhưng không để sự cung dưỡng làm hại thân, tuy bần tiện nhưng không để cái lợi làm lụy hình hài. Người đời nay làm quan cao tước lớn, coi trọng sự mất chức tước. Thấy cái lợi mà khinh suất để mất thân mình, như vậy không phải là mê muội hay sao? Ngạn ngữ phương Tây cũng có câu,
tâm tham lam giống như đất cằn sỏi đá trong sa mạc, thấm hút hết thảy nước mưa mà không sinh sôi cỏ cây, làm lợi cho người khác. Lão Tử giảng, năng đắc chi quá, lệnh nhân hành phương, của cải khó tìm khiến con người tranh giành mà gặp tai họa. Khổng Tử cũng giảng, vô dục tác cương, người không tham thì lúc nào cũng cương trực. Người tham lợi quá mức sẽ không biết điểm dừng, ngày đêm suy nghĩ đến cái lợi của bản thân, tính toán thiệt hơn, sống sẽ rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, lo âu thì bệnh tật tự nhiên cũng xuất hiện. Khi ấy, cái được chẳng bù nổi cho cái mất. 4. Mặt đừng quá ấm. Danh y Các Hồng thời Đông Tấn từng nói, đông bất dục cực ôn, hạ bất dục cùng lương, bất lộ ngọa tinh hạ, bất miên trung kiến kiên, tức là mùa đông chớ để quá ấm, mùa hè chớ để quá mát, đừng nằm ngoài lõa thể dưới trăng sao, nằm ngủ chớ để lộ dai. Mặt quá ấm dễ bị cảm mạo, mặt quá lạnh dễ bị cảm lạnh. 5. Ăn đừng quá no. Danh y Các Hồng cũng nói, đừng để quá đói mới ăn, ăn đừng quá no, đừng để quá khát mới uống, uống đừng quá nhiều, không đói chớ ép ăn, không khát chớ ép uống. Lúc không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao tổn, còn khi không khát mà cố ép uống thì bao tử trướng. Sáng mùa đông đừng để bụng rỗng, còn tối mùa hạ đừng ăn quá no. Khi ăn, ngủ gì chớ dùng thái quá, bởi vì chua quá hại tỳ, đắng quá hại phổi, cay quá hại gan, mặn quá hại tim, ngọt quá hại thận. Đó là cái lý tự nhiên của ngũ hành vậy. Những điều này có thể không nhìn thấy ngay cái hại, nhưng về lâu dài sẽ bị tổn thọ. 6. Ở đừng quá rộng. Nhà cửa nên phù hợp với lượng người ở, không nên quá rộng. Phòng ốc nên là sạch sẽ, gọn gàng, không cần quá tráng lệ, xa hoa. 7. Làm việc đừng quá sức. Trong Nam Hoa Kinh, Trang Tử giảng, hình lao nhi bất hưu tắc tệ, tinh dụng nhi bất dĩ tắc lao, lao tắc kiệt. Tức là lao nhọc thân xác miệt mài thì sinh ra điều tệ hại, tinh lực dùng liên tục thì lao tổn, thể lao tổn thì kiệt quệ. Sức người có hạn, cường độ làm việc cần có hạn độ, vượt quá hạn độ sẽ thương tổn thân thể. Khi thân thể mệt mỏi thì tinh thần cũng không thể thoải mái. Cho nên, cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cho tâm linh một chút tĩnh tại. 8. Nhàn đừng quá mức. Một người quá an nhàn thì sẽ khó tránh khỏi ngồi không, không có việc gì làm. Như thế sẽ dễ sinh ra tâm lý chán nản, thân thể yếu nhược, tinh thần uể oải. Cho nên, dù là ở nhà nhàn rỗi cũng phải thường xuyên tham gia các hoạt động, tản bộ, giao tiếp với bạn bè hay đọc sách, vẽ tranh, để động não, bảo trì tâm tình khoan khoái, trường thọ. Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người vì tham lam, ăn uống, chơi bời vô độ mà sinh ra bệnh tật, thậm chí mất mạng. Vậy nên, cần chú trọng dinh dưỡng cho cơ thể phải thích hợp, điều độ, đừng quá xa hoa, thừa thải. Đứng trước hỷ nộ ái ố cần phải dùng tâm thái phù hợp để xử lý. Có như vậy thì tâm mới khoái hoạt, trường thọ và cuộc đời mới bình an. Vài phép dưỡng sinh của người xưa được ghi lại trong lễ ký. Những bậc thánh hiền thời xưa mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng lại có bí quyết phòng khi bệnh chưa tới, chữa khi bệnh chưa sinh. Trong lễ ký có một số nội dung viết về dưỡng sinh, vô cùng hữu dụng, không chỉ với thời xưa, mà thời nay cũng vậy. Lễ ký cho rằng mọi thứ mà con người đắc được trên thế gian đều được đổi bằng đức. Trong lễ ký đại học nói, có đức thì có người, có đức thì có đất, có đức thì có tài vật. Trong lễ ký Trung Dung cũng nói,
bậc đại đức ắt có vị thế của mình, ắt có phúc lộc của mình, ắt có danh phận của mình, ắt có dương thọ của mình. Vậy nên muốn đắc thì phải có đức. Dưỡng sinh đương nhiên cũng phải có đức. Có đức thì thân thể khỏe mạnh. Trong Tứ Thư Đại Học nói: phú nhuận ốc, đức nhuận thân. Người giàu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, người có đức lại có thể điều tiết tốt thân tâm. Nhuận là chỉ sắc mặt hồng hào, huyết mạch khai thông, hệ cơ săn chắc, tựa như dạng vật sinh sôi nảy nở, tràn trề nhựa sống giữa tiết xuân. Trái ngược với nhuận là cương và cứng, biểu hiện của những sự vật đã chết hay thiếu sức sống, giống như lá rụng cành khô. Khi tâm trạng vui vẻ, cơ mặt cũng sẽ thư giãn, thân thể nhẹ nhàng. Những khi khó chịu trong người, cơ thể thường trở nên nặng nề, cương cứng. Một cách dưỡng sinh khá độc đáo của người xưa là mang theo ngọc. Lễ Ký Ngọc Tảo viết: quân tử vô cố, ngọc bất ly thân. Người quân tử quan ngọc tỷ đức, nhìn ngọc ôn nhuận, sáng bóng, cứng mà không nhăn, sắc mà không hại người, trong mà không dơ bẩn, uống mà không cong, từ đó củng cố chính khí của mình. Lễ Ký Lễ Vận giảng: tứ thể ký chính, phu cách xung doanh, nghĩa là thân chính thì tâm chính, tâm chính thì thân thể cũng tráng kiện. Lễ Ký còn cho rằng sự thay đổi của âm dương, khí hậu, thời tiết tự nhiên cũng khiến cơ thể người có sự thay đổi tương ứng, vậy nên phải thuận theo thiên thời. Lễ Ký Nguyệt Lệnh nói: đông chí khí dương bắt đầu sinh, hạ chí khí âm bắt đầu sinh, lúc này con người nên thanh tĩnh, vô vi, diệt trừ dục vọng để đợi âm dương ổn định, hài hòa. Trong Lễ Ký Tế Nghĩa còn nói: xương lộ ký gián, quân tử lý chi, tất hữu thê thương chi tâm, phi kỳ hằng chi dị giả. Ý nói rằng khi tiết trời thay đổi, người quân tử cảm nhận được sự vận hành lên xuống, sinh sát của thiên địa, tự nhiên sinh lòng kính sợ, nên phòng khi bệnh chưa xuất, trị khi bệnh chưa sinh. Việc dưỡng sinh cho người cao tuổi thời xưa cũng được coi trọng trong Lễ Ký. Lễ Ký Dương Chế nói về những thay đổi sinh lý trong từng giai đoạn lão hóa như sau: 50 tuổi bắt đầu suy yếu, 60 tuổi không có thịt ăn không no, 70 tuổi không có bông không ấm, 80 tuổi không có người ủ không ấm, 90 tuổi dẫu có người ủ cũng không ấm. Thời xưa, những gia đình phú quý thường để trẻ em ngủ cùng người già để ủ ấm, cũng là phép dưỡng sinh của cổ nhân. Cổ nhân dệt áo bông quá là vì kính lão, chứ không phải vì tiền tài hay hưởng thụ. Trái lại, Lễ Ký Ngọc Tảo viết: đồng tử bất cừu, bất bạch, nghĩa là trẻ nhỏ không sắm áo lông, áo bông. Bởi lẽ áo lông, áo bông quá ấm sẽ khiến tráng khí của trẻ bị tổn thương. Trẻ nhỏ là thể thuần dương, không nên ủ quá ấm. Nhưng trẻ nhỏ thường thích đẹp, có thể thêu hoa trên áo, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Về thức ăn của người già, trong Lễ Ký Dương Chế cũng nói: người 50 tuổi nên chia đồ ăn cho kẻ tráng niên, 60 tuổi cần luôn chuẩn bị thịt sẵn sàng, chớ thiếu, 70 tuổi cần chuẩn bị đồ ăn giặt, 80 tuổi nên thường xuyên ăn những món ngon, 90 tuổi thì đồ ăn nên để ngay bên cạnh người. Trong Lễ Ký Nội Quy còn kể rất rõ về 8 cách chuẩn bị đồ ăn cho người già. Đơn cử, thịt phải dùng thịt ngon, chế thành dạng cháo giúp người già dễ hấp thu, tiêu hóa. Từ ghi chép trong Lễ Ký có thể thấy người xưa khi dưỡng sinh thì bắt đầu từ cái toàn thể rồi mới đến cái chi tiết. Phép dưỡng sinh tốt nhất không phải là thần dược, tiên đơn mà là sống thuận theo quy luật tự nhiên của trời đất và tu tâm dưỡng tính, từ đó đạt được trạng thái điều tiết, bình hòa trong cơ thể. Thân phải cùng dưỡng,
tâm phải phú dưỡng. Nhà phê bình nghệ thuật người Anh Ruskin từng nói, ngoại trừ một tâm linh chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả. Hoa đẹp đến nhường nào mà không có rễ thì cũng khô héo, dòng nước trong đến đâu mà không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt. Cho nên, tu dưỡng bản thân để mình trở thành người đẹp cả thân lẫn tâm là điều vô cùng quan trọng. Một người muốn có cuộc đời tỏa hương thơm ngát thì thân tâm đều phải khỏe mạnh. Cổ nhân có câu, thân phải cùng dưỡng, tâm phải phú dưỡng, tức là thân thể phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc, tâm linh phải được nuôi dưỡng đủ đầy. Thế nào là thân phải cùng dưỡng? Nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó, cùng dưỡng có nghĩa là thân thể con người phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc. Thân thể trải qua rèn luyện nghiêm khắc thì người ta có khả năng kiểm soát bản thân trước dục vọng, có mục tiêu, có ý chí, có ước mơ. Những điều này có thể khiến con người tiến bộ, nhưng một khi dục vọng tăng lên, con người sẽ dễ bị mê hoặc, không còn nhìn rõ phương hướng mà đi vào con đường lầm lạc. Trẻ nhỏ ngày nay thường được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, về mặt vật chất là không thiếu thứ gì. Điều này dẫn tới rất nhiều vấn đề về sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần. Ngoài ra còn khiến cho dục vọng vật chất của con người trở nên mạnh mẽ. Dục vọng mạnh mẽ rồi thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn, trong khi đó ý chí lại thui chột mất, lòng người không thỏa mãn, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Các bậc cha mẹ cần dạy con biết dừng, biết đủ, biết nghiêm khắc, như vậy đường đời mới có được hạnh phúc dài lâu. Đây cũng là đạo tu dưỡng sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Một người cần phải cố gắng, nhưng không cần lần nào cũng phải ép bản thân xếp hàng đầu. Một người có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền. Một người có thể cố gắng để đạt được điều gì đó, nhưng đừng coi thứ đó là mục tiêu duy nhất của đời người. Bởi tiền tài danh vọng đều không thể bền lâu, khi sinh chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa cơm. Tâm phải phú dưỡng là gì? Tâm là căn bản của con người, là suối nguồn của sinh mệnh và là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự sung túc, phải nhân hậu, thiện lương. Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người. Người mà tâm không thiện, nếu chịu sự kích động sẽ rất dễ đi sai đường. Nội tâm khoan dung lương thiện mới có thể khiến bản thân sống trong sự thoải mái vui vẻ. Bởi vậy, dưỡng tâm là vô cùng quan trọng. Đại văn hào người Anh Shakespeare từng nói, tâm địa thiện lương chính là vàng. Nhà văn Pháp Victor Hugo cũng từng nói, sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại. Người lương thiện trong tư tưởng đều chứa đựng những điều tốt đẹp, không đầu cơ trục lợi, không giở trò bịp bợm, luôn khắc ghi sự chân thành. Vì thế cho dù ở hoàn cảnh nào, mọi người cũng đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện phúc hậu. Vậy nên sự thiện lương sẽ mở rộng nhân duyên của con người, mang đến cho họ phúc báo. Muốn phú dưỡng nội tâm thì phải thường xuyên học tập đạo lý, dùng tri thức làm phong phú bản thân, đọc sách của các bậc hiền nhân. Từ đó tu dưỡng thành sự ung dung, bình thản mà đối mặt với mọi chuyện, không một chút hoang mang lo sợ. Thường xuyên thực hành, quan sát và suy ngẫm khiến cho người ta từng trải, hiểu biết sâu xa, suy nghĩ rộng mở, nội tâm cũng từ đó có được nhiều cảm ngộ và khai sáng. Từ xưa Đông y vẫn coi dưỡng sinh là bộ phận trọng yếu trong phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kiềm chế lão suy và kéo dài tuổi thọ.
Nếu như cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, thì cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Danh y Tôn Tư Mạc 581-682 nhận định dưỡng sinh là bồi dưỡng cho mình cái tính thiện. Bản tính đã thiện thì bệnh tật từ trong hay từ ngoài đều không sinh ra, biến loạn và tai họa cũng không có lý do phát sinh. Đó chính là đạo lớn của phép dưỡng sinh. Còn như đức hạnh chưa hoàn thiện thì có uống đủ kim đan diệu dược cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Trọng đức còn hơn ăn tiên đan cũng chính là ý nghĩa này. Bản thân Tôn Tư Mạc suốt cả cuộc đời đã kiên trì tu thân và dưỡng đức, nên ông thọ trên 100 tuổi, trăm tuổi vẫn khỏe mạnh sáng suốt, tiếp tục chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật và viết sách. Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, yêu cầu của con người đối với sức khỏe càng cao, đồng thời quan niệm về sức khỏe cũng đã có rất nhiều biến đổi. Từ năm 1984, quan niệm về sức khỏe đã được mở rộng, y học bắt đầu chú ý hơn đối với các nhân tố tâm lý, xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe và bệnh tật của con người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra định nghĩa, sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật hay suy nhược, mà là một trạng thái hoàn hảo về thân thể, tinh thần và khả năng thích ứng xã hội. Tới năm 1990, trong định nghĩa về sức khỏe, WHO còn đề xuất thêm khái niệm sức khỏe đạo đức, chỉ khả năng phân biệt thực giả, thiện ác, dinh nhục, đúng sai, biết kiềm chế và chi phối hành vi và suy nghĩ của mình trong khuôn khổ các quy tắc đạo đức được xã hội chấp nhận, không gây tổn hại đối với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Những năm gần đây, một vị bác sĩ Đông y 112 cũng đã tổng kết kinh nghiệm của mình về vấn đề dưỡng sinh, trong đó đặc biệt chú trọng vào dưỡng tâm. Trong quyển sách 100 điều gửi tặng trước khi ra đi của lão thầy thuốc Đông y, vị bác sĩ già này đã viết: Đông y cho rằng ba thành phần quan trọng nhất trong sinh mệnh chính là tinh, khí và thần, hay còn gọi là sinh mệnh tam bảo. Khả năng bảo vệ của tinh tương đương với hệ thống miễn dịch theo Tây y, trực tiếp tiêu diệt kẻ xâm nhập, và hệ thống thần kinh cũng như nội tiết, điều tiết môi trường bên trong cơ thể. Khí không ngừng tuần hoàn trong cơ thể và hình thành tầng bảo vệ mạnh bên ngoài cơ thể, giảm sự xâm nhập của bên ngoài. Phần thần là tinh tế nhất, năng lượng mạnh nhất, khả năng bảo vệ cơ thể cũng mạnh mẽ nhất. Dưỡng thân tinh. Tinh là các chất tinh hoa nuôi dưỡng con người. Cơ thể là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách ăn uống, hít thở. Các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí, không khí được hít thở, cung cấp tông khí qua bộ máy hô hấp. Cốc khí và tông khí kết hợp cùng trở thành tinh chất nuôi cơ thể. Chính vì vậy, trong dưỡng thân có rất nhiều yếu tố cần chú ý, như giấc ngủ, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay vận động. Giấc ngủ là yếu tố đầu tiên trong dưỡng sinh. Trong khi ngủ, nếu có tư tưởng, tâm không thể an, không được vừa nằm vừa suy nghĩ trăn trở, rất dễ hao tổn tinh thần. Thời gian ngủ nên từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Giờ Tý từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng mất ngủ, thủy thận tất thiếu, tâm thận có liên hệ tương hỗ, thủy thiếu ắt quả dượng, rất dễ tổn hại tới tinh thần. Nên dậy sớm vào giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ sáng. Lúc này tuyệt đối cấm tức giận, nếu không thì sẽ tổn thương phổi và gan, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc về tâm, giờ này có thể tản bộ 15 phút, nhắm mắt dưỡng thần, tâm khí ắt khỏe mạnh. Về ăn uống,
việc ăn quá kiểm soát không chỉ không tăng khí huyết mà sẽ trở thành chất thừa ứ động trong cơ thể, đồng thời còn phải tiêu tốn khí huyết để làm sạch chúng. Lục phủ ngũ tạng là một công xưởng sản xuất khí huyết, thức ăn là nguyên liệu, năng lực sản xuất là có hạn, còn thức ăn là vô hạn, vì thế nên phải kiểm soát lượng thức ăn. Tốt nhất, nên phải giữ mức độ đói và khát nhất định mới là có lợi cho dưỡng sinh. Về vận động, đi bộ là cách để tâm nghỉ ngơi, tâm được nghỉ ngơi thì thần sẽ an. Thần an thì khí sẽ tự nhiên đủ, mà đủ khí thì máu huyết sẽ mạnh, khí huyết lưu thông, có bệnh tự nhiên sẽ khỏi, không đủ thì có thể bổ sung. Tâm tỉnh thì thần kinh sẽ tỉnh táo, tỉnh táo thì cơ thể linh hoạt, người có thể tĩnh tâm sẽ có được rất nhiều lợi ích. Vào những giờ phù hợp, có thể đi bộ 15 phút để mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần thì tâm khí sẽ mạnh. Chữa bệnh không thể vội vàng, gấp gáp sinh ra quả, quả dưỡng thì tổn hao khí, như thế càng không tốt cho cơ thể. Ngoài ra không được tham nhiều, tham thì không ổn định và gấp gáp, bệnh đều do tham mà ra, không được tham để rồi bệnh nặng hơn. Đôi khi bị tiêu chảy, hắt hơi, ho, sốt đều là việc của hệ thống phục hồi trong cơ thể. Đừng cứ hễ xuất hiện những triệu chứng này là dùng thuốc, nếu không những loại thuốc này sẽ phá hủy chức năng tự phục hồi của cơ thể. Một khi chức năng này suy yếu hoặc mất đi thì bạn sẽ phải phụ thuộc vào những loại thuốc này. Do đó, chỉ cần triệu chứng không nghiêm trọng, cách tốt nhất là tĩnh dưỡng, an tâm, tĩnh khí để hệ thống phục hồi của cơ thể hoàn thành công việc phục hồi, trị bệnh. Dưỡng khí. Khí khí là một dạng của năng lượng mà tồn tại cả bên trong và bên ngoài cơ thể người. Chất lượng của khí được phân loại thành hai nhóm chính, âm và dương. Âm và dương là những năng lượng đối lập nhưng tồn tại một cách độc lập. Khí dương cần sự nuôi dưỡng của khí âm để hoạt động, và khí âm cần chức năng của khí dương để được tạo ra và sử dụng. Khi khí âm bị suy, khí dương sẽ thịnh. Điều này có thể diễn hóa thành những triệu chứng giống như nóng nảy, đổ mồ hôi đêm, lo lắng, khó ngủ, cao huyết áp và táo bón. Khi khí dương bị suy, khí âm thịnh, có thể biểu hiện bằng sự tăng cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, tiêu chảy, trao đổi chất bị chậm lại, ứ nước, tụt huyết áp và vận động thần kinh chậm chạp. Nhân sinh lấy khí huyết lưu thông làm chủ, khí ứ động có thể ngăn trở huyết. Máu huyết bị ngăn trở có thể tích độc thành nhọt thành bệnh, thành u thành ung thư. Tất cả đều là do huyết khí không thông tạo thành. Khí lấy thuận làm chủ, huyết lấy thông làm suôn sẻ. Căn nguyên bách bệnh đầu tiên đều do khí tắc. Do đó, để chữa những căn bệnh này, trước tiên phải chữa khí. Đa phần hiện tượng bệnh đều là biểu hiện của việc điều tiết, làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể. Vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh để rồi tiêu diệt. Vì thế khi bị bệnh, nhất định không được có tâm lý bực dọc, phải bình tĩnh. Tâm lý ổn định thì khí sẽ thuận, khí thuận thì máu huyết lưu thông, rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến. Một trong những điểm quan trọng trong điều tiết khí chính là giữ tâm lý ổn định. Con người có 7 loại tâm trạng: hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, cô đơn, buồn bã, sợ hãi và hốt hoảng. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc có thể dẫn đến rối loạn khí. Chẳng hạn, khi người ta cực kỳ hạnh phúc, khí ở tim của họ bị đình trệ và tâm của họ trở nên rối loạn. Tim sẽ đập nhanh, xuất hiện chứng mất ngủ và mất cân bằng về tâm thần. Khi người ta hoảng hốt, khí ở tim trở nên rối loạn,
gây ra hoang mang, hồi hộp, mất ngủ, lo lắng và thậm chí là rối loạn tâm thần. Khi người ta giận dữ, sẽ dẫn đến gia tăng khí, khiến họ trở nên mất kiên nhẫn, đau đầu, đỏ mặt hay thậm chí ngất xỉu. Điều này có thể tác động đến tỳ vị, làm gia tăng những triệu chứng như nôn mửa và mất ngon miệng. Khi quá buồn bã, người ta sẽ mất giọng và không thể nói với khí lực sung mãn, trở nên chán nản, tức ngực, khó thở. Đó gọi là buồn bã gây ra mất khí, lo lắng làm xấu khí. Khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên xanh xao, hoa mắt chóng mặt hay thậm chí suy sụp. Tuy nhiên, để có thể điều tiết được cảm xúc, một yếu tố quan trọng nhất cần làm được chính là dưỡng tâm dưỡng tính, dưỡng tâm thần. Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh. Nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ khó đạt được như mong muốn. Đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người là có liên quan mật thiết với nhau. Tâm lý cũng tức là tinh thần của con người. Mọi loại thuốc chữa bệnh đều là chữa bề nổi, không chữa được căn nguyên, dù là đông y hay tây y. Căn bản của sức khỏe là ở tâm. Mọi phương pháp đều sinh ra từ tâm. Tâm tịnh, cơ thể sẽ tịnh. Vì vậy nếu bị bệnh, đừng cứu chữa bên ngoài, hãy dựa vào hệ thống phục hồi của cơ thể để chữa bệnh. Trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập, mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn, cơ thể không khỏe, có nhiều điều bất an. Ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui là đủ để gây bệnh. Không có được những điều ham muốn, đây gọi là sân. Tham và sân sẽ khiến lòng không yên, khí không ổn định, ảnh hưởng đến gan mật, chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng. Lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào. Đây chính là nguyên nhân gây bệnh. Tâm và thần bất an, tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh. Tâm ổn định thì khí hòa, khí hòa thì máu lưu thông, tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần dưỡng. Những ai có tinh thần khỏe mạnh, sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ, bệnh sẽ tự nhiên mất đi. Có thể nói rằng, để chữa bệnh thì chủ yếu là ở dưỡng tâm. Vị bác sĩ đông y già đã viết, có rất nhiều căn bệnh nặng hoặc nan y đều chỉ có một lý do, hận. Nếu không còn hận nữa, bệnh cũng sẽ mất đi. Trên thế gian này thứ khó giải nhất là nỗi hận kéo dài không có điểm dừng. Vì có những nỗi hận không giải được nên mới có những căn bệnh nan y. Khi bị bệnh thì tối kỵ nảy sinh lòng oán giận. Lúc này nhất định phải nhẹ nhàng chấp nhận để lòng được ổn định. Tâm an thì mới có thể thuận khí, khí thuận mới có thể chữa được bệnh. Nếu không khi nóng lòng, gan khí sẽ bị hao tổn khiến bệnh tình nặng hơn. Tâm và thần yên tĩnh thì khí huyết trên cơ thể sẽ có thể phát huy hoàn toàn. Trên thực tế, dưỡng thân, dưỡng khí và dưỡng tâm không hề tách rời mà gắn liền với nhau. Con người cầu trường thọ, trước tiên phải xua đuổi bệnh tật. Muốn chữa bệnh thì phải dùng khí. Muốn dùng khí một cách đúng đắn thì phải dưỡng tâm dưỡng tính trước. Đó cũng là lý do tại sao trong đông y coi cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm.